Xin chào cả nhà, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Duy. Hôm nay thì em Duy gửi tới cho các bác các chú hai mẫu sản phẩm của Oren. Đây là hai chiếc với phiên bản hộp vuông, phiên bản dây kim loại các bác nhé. Và đặc biệt là hai chiếc ngày hôm nay thì ở đây thì chúng ta đang có hai chiếc Dress Watch và một chiếc thiên hướng cổ điển Classic rất là đẹp. Một chiếc thì ở đây chúng ta sẽ có một thiên hướng là mặt vàng gold, mạ vàng hồng, và một chiếc là mặt trắng demi, mặt trắng và được màu trắng bạc, thiết kế màu trắng bạc. Trên đây thì em đang có hai chiếc với mức giá nó khác nhau, nhưng mà về cái thiên hướng với cái thiết kế ở đây thì em thấy nó khá là giống nhau về cái thiết kế, bởi vì là với hai chiếc này thì đặc điểm chung là nó có cái thiết kế dress watch thiên hướng cổ điển lịch sự đó. Anh em hay là các bác các chú muốn lên tay với chiếc này thì cũng điện rất là hợp. Nhìn thoáng qua thì đây, nhìn lướt qua thì hai chiếc này nó cũng không không khác nhau là lắm, bởi vì là nó thứ nhất là nó cổ điển, và thứ hai là về cái phần mặt dial nó cũng thiết kế có gì đấy nó khá là giống nhau, tương đồng. Ở đây thì em đang nói nhà nhìn lướt qua các bác nhé. Và hôm nay thì sẽ lên cho các bác với hai chiếc này, tư vấn cho các bác luôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên là đây là chiếc Oren. Chiếc này thì thiết kế thiên hướng Dress Watch, thiết kế onyx ở góc hướng 12 giờ, và vân là thiết kế vân hai nòng. Ở đằng trong thì chúng ta sẽ có chải tia, và ở bên ngoài chúng ta sẽ có các cái viền nó chạy dọc theo cái mặt đồng hồ, viền tròn. Đó, cùng với đó là thiết kế 12 bộ cọc số. Điểm nhấn là tại 4 góc, góc 12, góc 3 và góc 6 và góc 9 giờ. Ở đây chúng ta sẽ có là thiết kế bộ cọc số Na Mã. Đó, kim của chiếc này thì sẽ được thiết kế là kim dài vuốt nhọn phần đầu ở đây. Đấy, rất là đẹp. Và với chiếc này thì nó được mạ một màu vàng, đó là màu vàng gold. Đó. Một màu vàng mà khi nên đeo lên tay thì với cái thiết kế này thì nó rất là đẹp và rất là sang. Ở đây thì chiếc này chúng ta sẽ có onyx ngày ở góc hướng, onyx thứ ở góc hướng 12 giờ, và onyx ngày ở góc hướng 3 giờ, một thiết kế khá là đẹp và khá là độc. Đó, chiếc này là một chiếc khá là hiếm của Oren mà tung ra thị trường. Đấy. Bên dưới thì chúng ta sẽ có logo của Oren, cùng với đó là dòng chữ máy cơ automatic, logo hai chú sư tử đầy đủ hết cho anh em. Chiếc này thiết kế thiên hướng màu vàng gold và bắt sáng khá là tốt. Với chiếc này ở đây chúng ta sẽ có là nịch onyx hình rẻ quạt ở góc hướng 12 giờ, và thiết kế ba kim một nịch. Ở đây là một cái thiết kế nó gọi là thiết kế cơ bản đấy, nó không quá cầu kỳ nhưng mà nó vẫn đẹp, rất là đẹp, bởi vì là nó được phủ mạ màu vàng gold như thế này đấy. Và ở góc hướng 3 giờ ở đây thì chúng ta sẽ có đó là núm chỉnh của Oren, cũng được mạ màu vàng gold luôn các bác nhé. Đấy, và chiếc này chúng ta sẽ có đó là máy cơ. Đấy, và ở bên dưới ở đây chúng ta sẽ có là dòng chữ là Japan. Japan, máy là máy F6 E2. Đấy, cái chiếc này. Về mặt đáy ở đây thì ở đây chúng ta sẽ có đó là thiết kế mặt đáy hở với búa văng của Oren. Cái phần mặt đáy ở đây. Đó, máy F6E2 này, búa văng thì sẽ được thiết kế dạng búa văng ná dừa khá là đẹp. Đó, các chi tiết phay xước nữa. Và chiếc này chúng ta sẽ có là máy F6E2 với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động, và check out của chiếc này tối đa là 40 giờ các bạn nhé. Oren Action Crop. Đó. Chiếc này thì đối với nhiều mẫu thì thiên hướng dress watch cổ điển classic như thế này thì nhiều hãng thì họ sẽ sản xuất tại bên thứ ba, tại nước thứ ba, nhưng mà chiếc này chúng ta sẽ có đó là Made in Japan. Đây là một cái ưu ái khá là lớn cho anh em nào thích thiên hướng dress watch nhưng mà phải chính hãng Made in Japan, thì đây là một sự lựa chọn thật sự là rất là phù hợp với anh em đang cần tìm một chiếc đồng hồ dress watch cổ điển nhưng mà lại là Made in Japan nữa, thì đây là một chiếc không thể bỏ qua anh em ạ. Đó, Made in Japan này, máy F6E2 này, Water System chống nước 13. Đó. Stainless steel thân thép không gỉ, Epson. Epson là công ty mẹ của Oren. Đó. Công ty mẹ của Oren với Epson.
Về phần dây của chiếc này thì chúng ta sẽ có là dây thép đúc đó, với các cái mắt xích nó được nối với nhau thì nó tạo ra một cái khe hở. Các mắt xích nó vừa thôi, nó không quá là to, nó tạo với nhau một cái khe hở. Nó sẽ thoát khí và thoát mồ hôi tốt hơn khi mà anh em đeo trên tay, nó không bị bí và nó không bị đọng lại mồ hôi. Đó, nó giảm thiểu nhé, nó giảm thiểu cho anh em về tối đa về cái dính mồ hôi ở trên tay. Và về phần phần khóa ở đây chúng ta sẽ có khóa gập hai bên của Oren. Đó, khóa gập hai bên. Và em sẽ đo và lên tay với các bác phía trước này, về em sẽ đo về cái size mặt cho các bác xem. Size mặt 40.5 và độ dày là 12.4. Size mặt 40.5 thì đây là một cái size mặt rất là ưu ái với những anh em. Đó, các bác các chú cổ tay tại thị trường Việt Nam thì đây là một size mặt rất là hợp. Và đặc biệt là với chiếc này khi mà anh em lên với vest hay là với sơ mi đấy cũng rất là hợp, bởi vì là nó thiên hướng cổ điển nhưng mà nó rất là sang trọng. Đó, mặt màu vàng gold này. Đó, dây là dây thép này. Có chống nước đầy đủ hết cho các bác các chú. Và hôm nay gửi tới cho các bác chiếc này mới với mức giá chỉ có 4 triệu 800 nghìn thôi. Đó, chiếc Oren. Mã là RN gạch AX0002S. 4 triệu 800 nghìn các bác nhé. Chiếc thứ hai gửi tới là chiếc Oren, với mã của chiếc này là RN gạch AC0F02S. Chiếc này thì sẽ có mức giá nó rẻ hơn. Đấy. Và chiếc này thì chúng ta sẽ không có đề mi, nhưng mà thay vào đó chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt trắng và được thiết kế các cái bộ kim cọc màu trắng bạc. Nó bắt sáng rất là tốt, và kim thì sẽ được thiết kế nó là kim kiếm và thon dài, phần kim dây thanh mảnh. Đó, chiếc này chúng ta sẽ có 3 kim, một nịch, ô nịch ngày ở góc hướng 3 giờ. Đầy đủ các chức năng hacking stop, dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đấy, đầy đủ chức năng chống nước hết cho các bác. Chiếc này là một chiếc Oren và cái phần mặt đeo của nó là phần mặt đeo trắng và nó có trải tia sunburst. Tức là cái phần trải tia nó sẽ tỏa từ phần giữa ra đều xung quanh cái phần mặt, nên là khi mà chúng ta nhìn đấy thì nó sẽ bắt sáng tốt hơn. Đấy, nó sẽ tạo cho chúng ta được cái độ nổi 3D cũng như là nhìn cái phần mặt nó có chiều sâu hơn. Đấy. Bộ kim cọc ở đây thì sẽ có là thiết kế bộ dạng kiểu kim inox đó, kim dạng nổi ở trên cái phần mặt và sẽ có màu trắng bạc. Phủ màu trắng bạc nó bắt sáng tốt hơn. Đó, cỗ máy là cỗ máy của Oren, máy cơ automatic Water System. Đó, và ở bên dưới chúng ta sẽ có là máy F672. Đó, một cỗ máy cũng khá là khỏe của Oren. Và vòng benzen của chiếc này thì sẽ là vòng benzen đánh bóng. Đó, chiếc này thì sẽ có là thiết kế bo tròn luôn. Đó, thiết kế bo tròn ở cái phần mặt nên là khi mà lên tay thì nó sẽ không không bị quá to khi mà lên tay với các bác với chiếc này. Đó. Đặc biệt là khi mà bác nào mà các bác các chú lớn tuổi, đứng tuổi muốn đeo chiếc này thì cũng rất là hợp. Bởi vì là đây là một thiên hướng dress watch, nó không quá là cầu kỳ ở cái phần mặt nên là khi mà lên tay thì nhìn nó đơn giản, lịch sự, lịch lãm và sang trọng nữa. Đấy. Ở góc 3 giờ ở đây thì chúng ta sẽ có núm chỉnh của Oren. Đó, một núm chỉnh giờ. Và khi mà chúng ta muốn chỉnh lịch ngày thì chúng ta nhấc ra một núm, chúng ta chỉnh lịch ngày vặn ngược lại này. Đấy, vặn ngược lại thì chúng ta sẽ có chỉnh lịch ngày ở đây. Và rút ra thêm một nấc nữa thì chúng ta sẽ có chỉnh lịch giờ các bác nhé, chỉnh lịch giờ và phút. Thì đồng thời thì cái kim dây nó sẽ dừng lại, bởi vì là chiếc này nó sẽ có chức năng là nên có tai này. Đó, nên có tai hacking stop, dừng kim dây khi chỉnh giờ, tức là khi mà chúng ta chỉnh giờ thì cái phần kim dây nó sẽ dừng lại, nó tăng cái độ chính xác hơn khi mà chúng ta chỉnh giờ các bác nhé. Và chiếc này sẽ có là mặt đáy hở với búa văng của Oren, máy F672, 22 chân kính, 21.600 tần số dao động. Chiếc này thì sẽ đến từ Japan, Made in Japan, sản xuất và lắp ráp tại Nhật luôn. Búa văng thì sẽ có thiết kế các cái dạng vân, đấy, thiết kế phay xước dạng lá dừa khá là đẹp. Là Epson, công ty mẹ của Oren. Ở đây chúng ta sẽ có là máy F672 này, Water System này, chống nước 53, mức độ chống nước vừa phải cho các bác, stainless steel dẫn theo không gì. Mức độ chống nước 53 thì đây là một mức độ chống nước khá là tuyệt vời rồi. Đấy, trên một chiếc dress watch classic thiên hướng cổ điển như thế này mà chúng ta đã có một cái mức độ chống nước là 53. Đấy, thì khi mà sử dụng, trong cái quá trình sử dụng thì nó sẽ tăng được cái hiệu quả hơn và cái độ bền của đồng hồ thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đấy. Về phần dây ở đây thì sẽ đó
Ở đây chúng ta sẽ có là dây thép cuộn, dây thép ná cuộn, và với cái đặc điểm của dây thép ná cuộn thì nó nhẹ, nó bền và nó khá là dẻo dai. Khi mà lên tai thì nó nhẹ tai đấy, nó không gây ra cái sự gọi là khó chịu cũng như là cái nặng tai đấy với cái thiết kế dây thép cuộn như thế này. Đó. Và ở phần dây thì ở đây chúng ta sẽ có đó là dây 3 chỉ là được thiết kế phay xước và 2 chỉ là đánh bóng, nó bắt sáng tốt hơn và tạo cái điểm xuyến trên cái phần dây ở đây cho chúng ta. Đó, và khóa ở của chiếc này thì sẽ đó có là khóa gập một chiều của Oren và sẽ có logo in chim. Và em Duy sẽ lên tai và đo size mặt, tư vấn cổ size tai cho các bác với chiếc này. Size mặt của chiếc này là size mặt 41.5 và với cái độ dày là 11.8, cứ cho là 12 đi để song xanh khi mà các bác lên tai. Đấy, và size mặt 40 thì em sẽ lên tai thử với các bác với chiếc này. Đó, khi mà lên tai thì với cái phần mặt thì chiếc này thì nó sẽ thiên thiết kế cái phần mặt ấy, nó sẽ là cái phần phần mặt nó bo tròn ở trên cái phần càng luôn. Đó, phần càng nó chỉ nhô ra một chút thôi, nó không nhô ra khá là nhiều ở cái phần càng, nên là khi mà cổ tai của anh em khoảng độ tầm 15 rưỡi đổ lên vẫn có thể đeo được với chiếc này. Đó, nên tai cũng cực kỳ là đẹp và sang trọng lịch sự. Anh em và các bác các chú, đặc biệt là anh em trẻ tuổi mà thích cổ điển hay là thích cái sự sang trọng và classic, thì đây là một chiếc không thể bỏ qua. Và đặc biệt là đây này là một chiếc đến từ Nhật và sản xuất và lắp ráp chính hãng hoàn toàn tại Nhật luôn. Đó, và hai chiếc này thì em đang để với cho các bác mức giá chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Và một chiếc là Oren mã là RN gạch AX0002S, thì chiếc này thì chúng ta sẽ có đề mi, dạng đề mi, nên là mức giá của nó sẽ cao hơn một chút, nhỉnh hơn một chút, là mức giá là 4 triệu 800 nghìn. Đó, gửi tới cho các bác với hai chiếc này khi mà lên tai nhá. Đấy. Và hàng thì bên em sẽ cam kết cho các bác là hàng chuẩn 100%, và khi mà nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy là các bác ở các tỉnh ở trong miền trong. Đó, hoặc là các bác không đến được và không xem được trực tiếp tại cửa hàng thì có thể ship code, bên em có ship code toàn quốc hỗ trợ cho các bác. Đó. Còn những anh em nào hay là các bác các chú nào ở loanh quanh Hà Nội thì có thể đến số 3 hẻm 140 trên 1 trên 2 Nguyễn Xiển Thanh Xuân Hà Nội để có thể trực tiếp trên tay luôn với MG với chiếc này, thì chúng ta sẽ không phải là ướm chừng nữa mà chúng ta nên tay trực tiếp thì nó sẽ hơn. Và vẫn luôn cam kết và đảm bảo cho các bác về cái mức độ hàng thì sẽ là hàng chuẩn 100%, có sao nói thế chứ không tâng bốc, nên các bác nhé, có sao bên em nói thế thôi. Đó, về những cái chiếc đồng hồ như thế này để cho các bác có thể nắm bắt được đấy, và sẽ đền bù thiệt hại gấp 10 lần khi mà các bác lên tai, cũng như là nếu như mà phát hiện hàng giả hàng nhái của những cái chiếc đồng hồ mà bên em bán ra các bác nhé. Đó, thì về cái chính sách bán hàng như thế, và em sẽ ghim cái địa chỉ cũng như là về cái số điện thoại ở dưới phần mô tả. Các bác nào mà muốn xem cụ thể hơn thì sẽ ấn vào cái phần mô tả để chúng ta có thể xem chi tiết về cái thông số, như là cũng như là về cái chính sách bảo hành, hay là về cái địa chỉ để chúng ta có thể sắp xếp được thời gian và đến bên em. Đó, sẽ có đồng hồ mang về cho các bác trên tay luôn các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo.